Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Clip này thì con xin giới thiệu cô chú anh chị mình 5 cây sứ nguyên liệu nha. Để con lấy thêm nha. Mấy cây này thì nó bị lỏ nhẹ dưới gốc thôi cô chú anh chị mình. Giờ mình xử lý, mình chầm xuống thì không có thấy nha. Cái này thì nếu mà cắt ra là hết. Này để con cắt ra 6 cây nha cô chú anh chị mình. Đó, 6 cây này bán thanh lý cho cô chú anh chị mình giá là 100.000 luôn. Phí ship bên người mua trả nha. Đây cái lỗi của nó đây. Đó, cây này thì bị rớt bo, bị cắt nhánh. Củ nguyên. Cây này cũng bị cắt nhánh nhưng mà nằm chậu C10 lắm nha cô chú anh chị mình. Củ khá là to luôn. Đó. Cây này cũng bị cắt nhánh. Cây này nó có cái lỗ dưới này. Nhưng mà nó không có sao ha. 4 cây này nè, 5 6 cây này 100k. Đó. Rồi cây này thì nó có thẻo đây nhưng nó không sao. Rồi cây này thì nó bị cái rễ này hư, con sẽ cắt bỏ cho cô chú anh chị mình ha. Nhưng cây khá là bự luôn nè. Đó, cây nằm chậu C10, củ khá là đẹp luôn. Cái này về mình xử lý được, mình trồng lại là cây nguyên không có sao hết trơn cô chú anh chị mình. Nhưng thanh lý rẻ cho cô chú anh chị mình luôn. Cái lô này là 6 cây 100.000, phí ship bên người mua trả nha cô chú anh chị mình. Liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo ạ.